Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nidan Ford. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nidan Ford cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Mỗi viên nang cứng chứa ketorolofen Tá dược vừa đủ một viên Dạng bào chế Viên nang mềm Công dụng Thuốc được chỉ định trong điều trị Viêm khớp dạng thấp hư khớp, thoái hóa khớp Viêm cuộc sống dính khớp, bệnh cơ xương cấp và chấn thương trong thể thao, thông kinh hoặc đau sau phẫu thuật, viêm khớp ở bệnh gút cấp, đau vai gáy, hội chứng Reiter. Cách dùng: thuốc dùng đường uống, uống cùng với thức ăn, sữa hoặc với một cốc nước đầy. Tránh dùng đồ uống có cồn để giảm tác dụng có hại đối với đường tiêu hóa của thuốc. Liều dùng: Bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp hoặc mãn tính hOAC viêm xương khớp hoặc những bệnh cơ xương, người lớn, một viên mỗi lần, dùng 3 lần mỗi ngày. Có thể tăng liều tới 300mg mỗi ngày, chia làm nhiều lần. Đau và thống kinh, điều chỉnh liều lượng do phen tùy theo từng người, một viên mỗi lần, một đến hai lần mỗi ngày khi cần. Điều trị ngay từ khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh. Đối với bệnh nhân suy thận hoặc suy gan, nên giảm liều từ 33 đến 50% liều thông thường. Chống chỉ định Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Loét dạ dày, loét hành tá tràng. Co thắt phết quản, hen, viêm mũi nặng và phì mạch hoặc nổi mề đay do apizin hoặc một thuốc chống viêm không steroid khác gây ra. Sơ gan Suy tim nặng Có nhiều nguy cơ chảy máu Thận trọng khi dùng thuốc. Trẻ em dưới 18 tuổi không nên dùng cho lứa tuổi này. Phụ nữ có thai không dùng cho người mang thai đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi gần chuyển dạ. Phụ nữ đang cho con bú, các thuốc kháng viêm không steroid có thể bài tiết qua sữa mẹ, nên thận trọng không nên sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú. Khi dùng thuốc có thể gặp các tác dụng không mong muốn như đau đầu, chóng mặt, vậy nên không sử dụng hoặc cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho đối tượng này. Tác dụng phụ rất thường gặp rối loạn tiêu hóa các giá trị xét nghiệm chức năng gan bất thường tác dụng phụ thường gặp tiêu hóa khó tiêu trướng bụng đau thượng vị buồn nôn ỉa chảy táo bón rối loạn chức năng thận chảy máu dạ dày loét đường tiêu hóa viêm dạ dày nôn chán ăn thần kinh Trung ương đau đầu mệt mỏi trầm cảm chóng mặt ủ tai mất ngủ da hứa nổi ban. Máu, thời gian máu chảy kéo dài, huyết niệu. Tim mạch, phù ngoại vi. Thận, rối loạn chức năng thận. Mắt, rối loạn thị giác. Tiết niệu, kích thích đường tiêu hóa. Nhà sản xuất. Công ty dược phẩm Amphaco USA Việt Nam. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nidanfort đồng thời biết cách sử dụng Naidan Force sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.